Đây là video hướng dẫn cách thay mainboard của ghế massage NS699. Trước khi thay thế sửa chữa các bộ phận của ghế massage, chúng ta phải đảm bảo ghế được ngắt nguồn điện. Tháo rời nệm ngồi và nệm lưng ghế. Kéo zipper hai bên và tháo rời lớp vải lót. Mở nút lẫy dưới lưng ghế để gập ghế xuống. Mở bốn con ốc và tháo rời phần nắp lưng ghế. Rút sáu chân cắm điện trên mainboard ra. Dùng đầu kềm mũi nhọn để bóp bốn ngàm lấy rời mainboard ra. Thay mainboard mới vào vị trí bốn ngàm để cố định chặt. Sau đó gắn 6 chân cắm điện vào vị trí cũ. Gắn phần nắp lưng ghế và vặn ốc siết chặt. Nâng lưng ghế về lại vị trí cũ. Cài zipper hai bên lớp vải lót và lắp lại nệm lưng ghế, nệm ngồi.